Rồi là nói đầu tiên con Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ không đăng bán mai nữa mà mình sẽ chia sẻ với mấy anh em theo lời yêu cầu của một số anh em cách chăm sóc cây mai con. Thì hôm nay mình sẽ cũng tới ngày tưới phân cho cây mai con này mà mọi người. Thì bây giờ mình cũng sẽ tiến hành mình chia sẻ với tất cả mọi người một tí về cái vấn đề chăm sóc cây mai con. Thì nói chung là cũng phải là dùng phân thôi, phân thì giống như là cơm thôi. Thì bây giờ mình cũng sẽ tiến hành mình chia sẻ một tí thôi. Vậy thì ở phía sau mình đây là toàn bộ là những cái cây mai con, cái dòng cúc của mình hết nè mọi người. Thì mình sẽ tiến hành mình tưới định kỳ. Hiện giờ cũng bỏ mà cù bơ cù bắc rồi, thì bây giờ mình sẽ chăm lại và cũng như vô phân để chia sẻ cho tất cả mọi người ha. Rồi thì trước khi đi vào cái phần tưới phân thì mình cũng quay cho các bạn xem một cây mai mà mình đã lấy giống từ cúc ra nè. Thì nó cũng đã nở cúc ra rất là đẹp nè mọi người. Thấy không? Thì cái này nó hơi tàn, hôm qua nó nở rất là đẹp luôn. Thì cái nụ nó thì nó cũng giống, nó không giống cây mẹ nó nhưng mà nó sẽ đẹp hơn. Cái này thì nó đẹp hơn. Nụ nó vẫn là cái nụ tròn. Giống cây nó cũng giống cây mẹ nụ tròn nhưng mà cái bông thì nó lại khác, bông mẹ nó thì nó nhăn còn bông này cánh thẳng ha. Còn cái này lá thì mình cũng không biết là cái lá giống cây gì nữa, thì lá mai đó nhưng mà nó lai à. Thì đây là cây mai mà cúc của mình đó, để cho mấy anh em có thể là sưu tầm giống và cũng như là có thể là ương hợp để chúng ta trồng ha. Đó, thì tỷ lệ thôi chứ không phải là 100% là nó sẽ ra giống cúc ha mà, các mọi người. Thì trở lại cái vấn đề tưới cây hôm nay, thì đây là những cây mai của mình nè. Đây là cây mai mình lấy từ hột từ cây mà cúc không nhị hoàng huyết long nè, thấy không, lá nè mọi người giống mà cây mẹ luôn nhưng mà bông thì không biết, hên xui ha. Nhưng mà mình rất là thích mấy cái này để nuôi để nữa coi nói sao ha, đang rất là hồi hộp. Đây là cây nè, lá giống hệt luôn nè, hoàng huyết long không nhị. Thường thường mấy anh em chắc đến đây thì mấy anh em có hỏi là nó không nhị thì nó đâu có mà đậu đâu, nhưng mà thật sự thì nó vẫn còn cái nhị cái, nhưng mà nhị đực nó không có, nó bị khuyết thôi. Rồi chúng ta lấy cái bông khác người ta chấm vô thì nó vẫn đậu trái bình thường ha. Đây là cúc không nhị hoàng huyết long à. Rồi thì trở lại vấn đề ngày hôm nay, thì bây giờ cái đây là cái phần quan trọng nhất mình sẽ chia sẻ. Đây là cái bịch 30-10-10, tại vì trong cái giai đoạn này thì cây nó đang là cần thiết là nó làm cái quá trình đó là nó lớn lên cũng như là nó tăng trưởng tế bào, cho nên mình sẽ sử dụng 30-10-10 ha. Thường mấy cây mai con thì sẽ ưu tiên thôi. Thì cái này là cái thùng 20 lít của mình sẽ đổ vô đây. Đây là có thể các bạn thấy đây là mọi người thấy không, để quay camera cho mọi người về xem nè. Nó thì đây là cái tầm này hơi ít tí thì tùy theo ha. Thì cái này là cái mái con cho nên là một gam một ít nước ước lượng thôi nha mọi người. Đó, đây nhiều quá nè, nhiều quá hư rồi. Cái này là phân bón gốc 30-10-10, nó khác với phân bón lá. Phân bón lá thì chúng ta có thể phun lên lá và tưới lên gốc. Thì phân bón lá thì nó sẽ thành tạp chất, nó sẽ ít hơn phân bón gốc và nó mắc tiền hơn. Rồi cái này thì cũng là cái loại phân mà nó rất là dễ ra nha. Rồi đó mọi người. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ sử dụng cái loại hữu cơ mà nó vẫn có cái thành phần chất rễ nè. Thì gia ban 01 này chắc có quen với mọi người nào, nhưng mà thật sự các bạn không cần giống như này đâu các bạn. Thấy nếu mà các bạn có 30-10-10 là thành phần chủ lực ngày hôm nay ha, thì mình sẽ tưới 30-10-10 hoặc là những cái mai lớn không vẫn được bình thường, để mà quá trình ra lá đồ cây các bạn mới bấm đầu lại đó thì có thể tưới 30-10-10. Thì ở đây mình còn cái này thì mình sẽ sử dụng hoặc là những cái loại hữu cơ khác kết hợp vô. Thì cái liều lượng thì hữu cơ khác tầm cũng khoảng 50% so với cái mà 30-10-10 này thôi, tại vì đây là mình chủ lực là mình dùng phân mà hóa học và đệm vô cái hữu cơ nữa, thì cái đó là cái kinh nghiệm mà mình tưới phân như thế. Rồi đã đảo ngược lại thì đối với những cái ngày mà các bạn tưới hữu cơ không thì các bạn vẫn có thể sử dụng phân vô cơ, nhưng cái tỷ lệ thì nó sẽ thấp hơn cái hữu cơ nữa. Thì ở đây mình có gia ban nè, gia ban thì nó là có hữu cơ vi lượng thì nó bao gồm cũng có magie. Thì đối với những cây mai mà nó bị lá như tình trạng như mình vừa nói là các bạn, để mình cho các bạn xem
cũng bị hơi bị thiếu magie nhiều quá. Đây nè, đây nãy giống như cây mai mình đã nói rồi, đây nè, lá sọc nè, thấy không, nè 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 nè, nè các bạn nhìn thấy nè, gân xanh nè, tức là gì, thiếu magie. Magie là nó tham gia vào quá trình vận chuyển thức ăn từ dưới gốc lên tới bộ lá ha. Đó, cho nên thiếu magie thì các bạn tưới vô cỡ nào tưới nhưng mà phân nó vẫn nằm dạch, nó không có lên được cây, thì do tình trạng là nó không có lên phân được thì nó sẽ thiếu, nó làm cái bộ lá chúng ta như thế này đây. Hoặc là những cái cây mà nó nằm ở trong những cái gặm, mấy cái mai mà lá nằm trong cái gặm luôn, hoặc là những cái mà không có ánh sáng thì nó vẫn bị tình trạng này. Lý do là không có ánh sáng thì cây nó vẫn không hút dinh dưỡng lên được ha. Đó là một số cái kinh nghiệm mà con chia sẻ rồi. Thì mình đã đổ cái 30-10 vô rồi à. Thì bây giờ sẽ tiếp tục là mình sẽ là sử dụng cái Japan này, thì mình sẽ xài tầm phần muỗng thôi, này 20 lít nước rồi sẽ tới mọi người. Thì không cần thiết nha, tại vì cái này là mình nè, nó cũng có cái magie nè, và nó có NaA nè. NaA là cái chất mà nó để mà nó làm ra rễ, và EPA đây nè. Mình sẽ giới thiệu các bạn luôn tại sao mình sử dụng này. NaA nè. Nè mọi người. Ha. Rồi nè mọi người, NaA là cái chất mà ra rễ, và EPA là cái chất da trời nè. Này nó kết hợp cũng hay. Đó. Thì cái này nó có bo đầu luôn, đầy đủ được dẫn cung cấp vi lượng để nhằm khi cái loại những cái hội hữu cơ khác không có, cái này mình kèm vô thôi ha. Này là cũng dạng giống như cái nào Japan 01. Ở đó mình cũng đã chia sẻ cho mấy anh em này xài này, nó cũng ok á. Những cái mai mà suy rồi xài vẫn được bình thường ha. Đây nè, muỗng nè, bỏ vô. Đó, rồi, tiến hành pha lên thôi, tiết kiệm, vừa tiết kiệm. Rồi mọi người, thì sau khi mà cái quá trình mình đổ vô thì mình trộn cái này hơi lâu á, nước nó có màu hơi tối lại là ok. Đó. Thì cái này nó cũng rất là dễ tan. Rồi tiếp theo đó là mình vẫn sử dụng nè, cái này bạn coi đây nè, đề camon này, là đề camon. Cái này nó hơi bị chảy ha, tại vì mình quay màn hình lại các bạn thông cảm ha, nhưng mà chữ đề camon này qua nhìn thì rất là dễ nè. Thì tầm cũng khoảng là cái này thì mình pha là tầm khoảng, nếu mà 20 lít nước thì cũng khoảng tầm khoảng 2 c đây nè các bạn thấy không. Rồi hòa vô để gì các bạn, để cho nó trao đổi chất nó được mạnh mẽ, cây chúng ta nó sung hơn, không có gì đó, đơn giản. Cái này chăm cây lớn vẫn được bình thường nha. Đó thì đó là một cái kinh nghiệm. Còn cái mình xin nói lại nè, cái Japan 01 này các bạn không cần thiết là phải giống như thế này, hoặc là các bạn có thể xài sử dụng hữu cơ thôi, cái này thì nó không cần thiết lắm ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình quậy lên, khuấy đều lên thôi các bạn. Đó, để cho các bạn xem. Và tiếp theo đó là tưới thôi chứ không có gì hết. Rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tưới cho các bạn xem đây. Đầu tiên là cây này. Tưới thì nói chung đơn giản này, chủ yếu là chúng ta pha bạn thôi. Quậy đều lên ha. Đó, tưới từng cây một. Tưới làm sao cho nước bầu được. Đây là cái cách chăm cây mai con mau lớn nè mọi người. Thì ngoài ra thì các bạn có thể xe có những cái loại mà combo đó mà các bạn, cái loại những loại combo mà nó có vi lượng, bao gồm có đồng sắt kẽm chì thao thiết gì đó đó, combo nó có magie với mà lưu quỳnh luôn ha. Thì nó giúp cho chúng ta chăm được cây mai được ok hơn ha. Nè, tưới từng cây một hai mọi người. Này cái này mình bị để hỏm để trong mát á, bây giờ mới đem ra nè. Nè, giống như cái mai này là nó bị vàng lá gân xanh mà mình đã chăm lại nó ra độc đỏ là ok hết rồi đó nha mọi người. Giờ chỉ cần định kỳ tưới phân vô thôi, để cho cây nó mau lớn thôi. Hôm gài nó không có đi được đọt, bây giờ nó đã đi đọt rồi nè. Giờ mình đi múc mà đi múc phân. À, tưới từng cây một thôi. Ngồi phân thì mình không có tưới lên lá được ha. Dập lại mình múc. Cũng mau mọi người, mình có cỡ này nhiêu đây, vàng này có vài chục cây à. Cúc thì cũng đã giao lưu với mấy anh em nhiều, đây là toàn bộ rồi những cái dòng cúc thôi mọi người.
người thì trong cái quá trình mình tưới thì cũng đã xong rồi mọi người, nữa thì đợi cho nắng lên thì hồi nó sẽ như chỗ này là có nắng nha mọi người, có nắng thì cây nó mới quang hợp được tốt và nó sẽ xanh nó sung. Còn không thì chúng ta để trong mát nhiều quá thì cây chúng ta nó có tình trạng yếu và cũng như là nó bị sọc xanh cái lá, chứng tỏ điều này nó sẽ làm cho cây mai chúng ta nó không có cái vận chuyển dinh dưỡng được, nó sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình sinh lý của cây ha. Một lần nữa video đến đây là kết thúc rồi, hy vọng các bạn sẽ yêu thích cũng như là cho một nút thích cũng như chia sẻ video này đến tất cả mọi người ha. Công Nguyên cảm ơn tất cả bạn đã quan tâm theo dõi, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Công Nguyên. Xin chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.